Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng buổi học hỏi lời Chúa lên cho Chúa, xin Chúa thương xót, thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2022, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới thông điệp La Salette dẫn giải năm 1962 phần 1. Đức Mẹ khóc khi hiện ra tại La Salette ngày 19 tháng 9 năm 1846. Tìm hiểu những gì Đức Mẹ dạy và tuyên báo trong lần hiện ra tại La Salette. Vì loài người ngày nay tội lỗi tràn ngập, Đức Mẹ đã tuyên báo những tai họa khủng khiếp đã và sẽ xảy ra nếu chúng ta không chịu ăn năn thống hối. Đây là nguyên văn bản dịch vén màn bí mật Fatima của linh mục André Antuper đã được đệ trình cho các nghị phụ cộng đồng Vatican II cứu xét và không hề bị cấm đoán vì không có chi trái nghịch cùng đức tin và phong hóa. Ai cũng biết rằng tới ngày nay, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra để kêu gọi mọi người tội lỗi, kêu gọi loài người tội lỗi ăn năn chừa tội và tuyên báo những hình phạt kinh hoàng. Thiên Chúa giáng cho loài người cứng lòng không chịu nghe lời ăn năn thống hối. Và đây, tác giả nhắc lại đầy đủ và được giải thích những gì Mẹ đã nói cho hai trẻ Maximin và Melanie tại La Salette năm 1846, mà Mẹ chỉ nhắc sơ qua trong các thông điệp, trong các lần hiện ra khác sau này như ở Lộ Đức 1858 và tại Fatima 1917. Mặc dầu bí mật thật sự của Fatima chưa được tiết lộ, người ta cũng phỏng đoán Đức Mẹ không nói gì hơn là dạy bảo loài người ăn năn trở lại và tuyên báo những tai họa kinh hoàng Chúa sẽ phạt loài người. Tội lỗi không chịu, loài người tội lỗi không chịu chừa cãi. Như đã phán dạy tại La Salette, điều quan trọng là đọc chậm và chăm chỉ tài liệu này. Chúng ta sẽ xác nhận tội lỗi kể ra rất đúng với thời đại chúng ta. Và những hình phạt tuyên báo năm 1846 đã xảy đến lần lượt rất đúng cho tới ngày nay và sau này nữa. Đúng hơn, đây là mệnh lệnh của La Salette năm 1846 được giải thích và đáng tin. Điều quan trọng nữa là nhờ coi kỹ tài liệu này, chúng ta sống giữa xã hội tràn đầy, giữa xã hội tội lỗi tràn đầy, sẽ ý thức lo vâng lời Mẹ mà ăn năn thống hối để được Chúa tha thứ và tránh khỏi tai họa mà Mẹ đã tuyên báo. Ước muốn duy nhất và thiết tha của tòa soạn chúng tôi cho đăng tài liệu này là cho độc giả được ý thức hơn về mệnh lệnh ăn năn thống hối của Đức Mẹ đã dạy tại La Salette và nhắc lại trong các lần hiện ra khác, và lo vâng lời Đức Mẹ và canh tân cải thiện đời sống trong năm thánh này. Nguyệt San Tông Đồ Giáo Dân. Lời Đức Mẹ phán với linh hồn được đặc ân
ngày 8 tháng 12 năm 1962. Satan sẽ dùng mọi trước quỷ quyệt để người ta không biết đến mệnh lệnh quan trọng này của mẹ. Mệnh lệnh này phải được phổ biến khắp nơi, lời của cố giáo hoàng Pio thứ 9 và Leo 13. Ai có tai thì hãy nghe, đây là tiếng từ trời phán bảo. 36 lời tiên báo của mệnh lệnh Lazarus. Giải thích 80 câu vấn đáp mệnh lệnh Đức Mẹ ban cho Melanie tại Lazarus năm 1846. Hội Thánh Đức đứng trước ngã ba đường, hoặc sẽ đi đến diệt vong, hoặc nếu hiểu biết mệnh lệnh rất quan trọng này mà mẹ ban tại Lazarus, thì sẽ thấy con đường phải đi theo mà không bao giờ được rời bỏ. Lời mẹ phán với một linh hồn được đặc ân, lễ Đức Bà Lazarus 19 tháng 9 năm 1962. Đồng thời Đức Mẹ buộc cha Andre Antipfer nghiên cứu kỹ mệnh lệnh, và mẹ tuyên bố mẹ sẽ trả lời từng câu ngài nêu lên trong từng lời tuyên báo. Bản mệnh lệnh cha đang nghiên cứu đã được giao quyền ưng chuẩn imprimatur tại Lico năm 1879 do Đức cha Louis Combault. Toàn bộ mệnh lệnh Đức Mẹ Chúa Trời mà Melanie đã tấu trình cố giáo hoàng Pio thứ 9 và Leo 13. Các giáo hoàng này đều tuyên bố mệnh lệnh này phải được phổ biến khắp nơi. Một trách nhiệm nặng nề rất đáng lo sợ. Khi nhận biết mệnh lệnh Lazarus ban cho Melanie năm 1846 chưa được người đời hiểu biết, và vì thế mà nhiều linh hồn bị hư mất đời đời, tôi đã xin mẹ ban cho một vài tia sáng phân biệt điều gì đã được thực hiện và điều gì chưa được thực hiện. Bỗng nhiên ngày 9 tháng 9 năm 1962, mẹ định ngày giờ cho tôi hầu chuyện. Ngày 4 tháng 11 năm 1962, hồi 15 giờ, mẹ hứa trong lúc đàm thoại, mẹ sẽ trả lời mọi vấn nạn tôi nêu ra, nhưng qua trung gian một linh hồn đặc ân mà tôi thiết tưởng chưa được phép tiết lộ về danh tánh linh hồn ấy. Tài liệu nói trên được đến tay 25 người biết vào ngày 2 tháng 12 năm 1962. Đồng thời, Đức Trinh Nữ đã chứng nhận bằng một phép lạ ba hình bánh có máu Thánh Chúa trong lúc truyền phép trước mắt 25 nhân chứng. Đó cùng là ý mẹ muốn tâm sự với các con mẹ đang lâm nguy, để lo thực hiện điều mẹ muốn. Người ta cũng lưu ý rằng khi nhắc đến mệnh lệnh Lazarus năm 1846, mẹ nhấn mạnh nhiều lần những điều có vẻ quan trọng hơn tại Fatima. Fatima năm 1917 chỉ là tiếng vang của mệnh lệnh Lazarus mà một số người đã chôn vùi trong dĩ vãng kho tàng rất quý giá có liên quan đến đời sống hiện tại và vĩnh hằng, vĩnh cửu của hàng triệu linh hồn và cả linh hồn tôi nữa. Vì vậy tôi trao kho tàng này cho các nghị phụ trong công đồng Vatican II, vì vận mạng nhân loại đang ở trong tay các ngài. Tôi cũng xin trao phú nó cho những ai có thể giúp các ngài bằng lời cầu nguyện và phổ biến mệnh lệnh chính yếu này. Ký tên linh mục Andre Antipfer, Noel 1962. Bí mật Fatima được vén màn. Sau đây là 36 lời tuyên báo và 80 câu vấn đáp giải thích có liên quan mật thiết đến mệnh lệnh Lazarus năm 1846. Đức Mẹ phán cùng Melanie ngày 19 tháng 9 năm 1846. Bí mật có tăng thêm phần quan trọng của bí mật Lazarus. Lời tuyên báo 1. Hỡi Melanie, điều mẹ nói với con hôm nay, hôm bây giờ có thể phổ biến vào năm 1858. Hỏi, tại sao phần mệnh lệnh chỉ được phổ biến vào năm 1858? Năm mà mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Bernadette có biết gì, biết được ít mệnh lệnh này chăng? Trả lời, mẹ để lâu ngày không cho phổ biến.
là có ý cho cha linh hướng. Và Đức Giám Mục của con biết, đã biết từ lâu, có đủ thì giờ khảo sát, cầu nguyện và chờ đón ơn Thánh Linh. Lại nữa, ta chỉ phổ biến mệnh lệnh này vào năm 1858 để cho mọi người được biết rõ những lần mẹ hiện ra tại Lộ Đức, La Salette, Phong Minh và nhiều nơi khác cũng là một. Và mục đích là để cảnh cáo tội nhân cải thiện. Ta cũng cho Bernadette biết mệnh lệnh này nhưng chỉ giữ kín cho mình. Hỏi, mệnh lệnh này ở Fatima có gì quan trọng hơn ở La Salette không? Trả lời, tại Fatima mẹ có xác nhận và nhấn mạnh điều mẹ đã bảo ở La Salette. Sở dĩ mẹ phải nhấn mạnh tại vì trong thời gian từ Salette 1846 đến Fatima năm 1917, non 100 năm, chẳng những nhân loại không biết phục thiện mà lại còn tăng thêm lắm tội dâm ô. Tại Fatima, mẹ cho con biết thêm, có lẽ Chúa sẽ dùng nước Nga làm cây roi của Chúa. Đoạn 2. Nước mắt mẹ bắt đầu chảy. Lời tường thuật của chị Melanie. Lời tường báo 2. Vì đời sống xấu xa, sự bất kính khi làm các phép bí tích, lòng ham mê tiền bạc, danh vọng và những thú vui, những cán bộ linh mục của con mẹ đã trở nên nhơ nhớp. Vì các linh mục ấy kéo cơn oán phạt từ trời xuống trên họ. Khốn cho những linh hồn diễm phúc dâng mình cho Chúa mà bất trung. Chính họ lại đóng đinh con ta một lần nữa. Vì đời sống đê hèn của họ, tội của những linh mục dâng mình cho Chúa kêu thấu lên đến tận trời xanh. Và kìa, cơn oán phạt hồng đổ xuống. Vì ngoài họ ra, còn ai van lơn lòng từ bi và tha thứ cho nhân gian. Không còn có những tâm hồn quảng đại và xứng đáng để dâng của lễ trong sạch cho Đấng Chí Tôn, Chí Tôn thay cho nhân loại. Hỏi, sự bất xứng của vị tế lễ phải chăng do sự mất đức tin và thần bí siêu nhiên chăng? Trả lời, phần lớn là tại như vậy. Lời tuyên báo 3, Thiên Chúa sẽ giáng đại họa một cách chưa từng thấy. Lời tuyên báo 4, khốn cho nhân gian, Thiên Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ xuống và không một ai thoát khỏi bao khốn khó dồn dập. Lời tuyên báo 5, Thiên Chúa hồng đoán phạt như chưa từng có, chớ gì đấng đại diện con ta. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, đừng rời khỏi thành Roma sau năm 1859. Ngài phải vững chí và quảng đại, phải chiến đấu bằng đức tin và đức ái. Mẹ sẽ ở gần Ngài luôn. Hỏi, lời tuyên báo này có phải nói đến những khó khăn gặp phải do sự chính thức công nhận mệnh lệnh Lộ Đức và việc công bố tín điều Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm chăng? Trả lời, đúng thế. Vì công đồng Vatican I không hề bế mạc. Lời tuyên báo 6, Đức Giáo Hoàng đừng tin Napoleon vì ông ta hai lòng, vừa muốn làm giáo hoàng vừa muốn làm thượng vị. Thiên Chúa sắp bỏ ông ta vì kiêu hãnh muốn vươn mình lên cao. Ông sẽ bị rơi chính trên lưỡi gươm mà ông ta vẫn dùng để cưỡng bách các dân tộc suy tôn mình. Lại nữa, Đức Giáo Hoàng phải ý tứ với Napoleon vì do Napoleon nước Ý sẽ thống nhất. Do đó, Đức Thánh Cha mất vương quyền đã có và đã được quốc tế công nhận. Lời tuyên báo 7, năm 1864, Lucifer với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục. Và nó sẽ phá đức tin dần dần, cả đức tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho họ ra mù quáng, đến nỗi không có ơn Chúa đặc biệt, họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan. Nhiều tu viện mất cả đức tin và mất nhiều linh hồn. Hỏi, nói rằng năm 1846 có phải là mẹ có ý đến điểm báo này để được thực hiện cả rồi chăng? Trả lời, mới chỉ bắt đầu thực hiện. Điểm đó xảy ra cho tới đời con bây giờ
Rồi dần dần các giáo sĩ bỏ đức tin, bỏ cầu nguyện và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu trước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ tông đồ và rồi dần dần sống đời đề, rất đê tiện. Hỏi có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng? Trả lời, phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ. Hỏi có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Lucifer mua chuộc mà lời tiên báo thứ bảy lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng? Trả lời, thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức Giáo Hoàng sẽ bảo các tín hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Hỏi, quyền lực ma quỷ được Chúa cho phép 75 năm sẽ thực hiện trong kỳ thời kỳ nào? Trả lời, quyền đó sẽ được thực hiện trong 75 năm và được chấp nhận như con đã biết dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Leo 13 vì tội thế gian và vì Chúa muốn cho kẻ lành thêm công phúc nên thời kỳ đó vẫn còn được tiếp tục có lẽ cho tới khi mọi sự sẽ xảy ra. Lời tiên báo 8 trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền thánh. Những bông hoa thơm của hội thánh ở trong tu viện, trong các thư viện hư thối và quỷ trở nên vua hiển trị các tâm hồn. Những tu viện trưởng phải thận trọng khi nhận các tu sinh, vì quỷ sẽ dùng mưu mô xảo quyệt để đưa những người dâm ô tội lỗi vào các dòng tu và làm điều hỗn loạn. Và dâm ô đang lan tràn khắp nơi trên mặt đất. Hỏi, có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi thánh không? Trả lời, bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạm tội. Hỏi, những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả? Trả lời, hầu hết các dòng tu hiện thời. Lời tiên báo thứ 9, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ rất nhiều, mẹ sẽ ở bên Ngài cho tới cùng để đón nhận lễ hy sinh của Ngài. Hỏi, có phải mẹ muốn nói về Đức Pio 12 không? Trả lời, mệnh lệnh chỉ chung về các giáo Đức Giáo Hoàng từ khi mệnh lệnh ở Lazaret được ban bố tới nay. Đoạn 3, những ngày đen tối. Lời tiên báo số 10, xã hội ngày nay đang đứng trước bên cạnh những hình phạt gớm ghê và những biến chuyển kinh hồn. Người ta sắp phải bị đập bằng roi sắt và uống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hỏi, Chúa dùng gì để làm roi sắt sửa trị thế giới? Trả lời, mẹ vừa nói cho con biết là nước Nga sẽ là cái roi Thiên Chúa dùng để sửa trị thế giới. Hỏi, mệnh lệnh Prisamesen ngày 11 tháng 11 năm 1961 khi tuyên báo đến bọn quỷ vương từ nơi hoang địa bên Siberia dừng chân ở xứ ấy thì có ám chỉ đến roi sắt nơi đây không? Trả lời, mệnh lệnh Prisamesen có nói đến nước Nga và Trung Cộng. Lời tuyên báo thứ 11, những tướng lĩnh của Thiên Chúa và ngoặc giáo quyền đóng ngoặc đã chảnh mạng cầu nguyện thống hối, quỷ sẽ lấp trí khôn các quỷ. Các vị trở nên những ngôi sao lạc hướng để cho quỷ già lôi kéo và làm hư hỏng đi. Thiên Chúa sẽ cho phép quỷ già chia rẽ các nhà cầm quyền trong xã hội và trong gia đình. Người ta sẽ chịu những cực khổ xác hồn. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc loài người để hình phạt xuống thế gian liên tiếp trong thời gian 35 năm. Hỏi, sau lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ tại Lộ Đức, các giáo quyền có biến chế việc cầu nguyện và thống hối nữa chăng? Trả lời, hãy còn. Và cả sau này tại Lazaret nữa, với bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu mệnh lệnh mà ta đã ban cho thế giới ngày nay, các đấng ấy vẫn trốn tránh việc cầu nguyện và cũng không muốn nghe lời ta. Hỏi, việc giáo quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiền báo sẽ có vẻ rối chăng? Trả lời, giáo quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện
bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, từ chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các hội thánh cấp tiến và trong cả những nghệ thuật quá tân thời. Hỏi các vị tướng lãnh của Thiên Chúa mà đã bị quỷ lôi cuốn có bị rơi vào bè nhiệm và thuyết cộng sản không? Trả lời, những vị đó một số tự cho là cấp tiến, một số có thiện cảm với cộng sản và tin tưởng rằng hội thánh có thể đi đôi với cộng sản. Một số có chân trong bè nhiệm mà ngoặc tam điểm đóng ngoặc, mà mẹ không thể cho con biết số lượng là bao nhiêu. Hỏi quỷ dùng kế nào để tiêu diệt vị cầm đầu dân Thiên Chúa? Trả lời, mẹ nhắc lại lần nữa điều mẹ nói, nước Nga sẽ là cái roi Thiên Chúa dùng. Hỏi những hình phạt thuần xác có phải tại sự hỗn loạn khoa học vô thần, sự phóng đãng trong vũ trụ, hành động của quỷ, tình trạng khủng hoảng hiện nay của khoa học chăng? Trả lời, tại tất cả những lý do kể trên. Hỏi, khi nào bắt đầu những hình phạt liên tiếp trong vòng 35 năm? Trả lời, một phần đã bắt đầu từ thời kỳ có đảng quốc xã và 35 năm đó bắt đầu từ Thế chiến 1939-1945. Lời tiên báo thứ 12, vũ trụ đòi báo oán nhân loại, nó rùng mình kinh sợ khi nó phải đón chờ những tai vạ sắp tuôn xuống mặt đất đầy tội lỗi này. Hỏi, những tiếng vũ trụ đòi oán phạt, nó chỉ có quyền lực của các thần tối tăm như đã tiên báo trong lời tiên báo 11, hay ám chỉ những sự lạ như điềm báo 22 chăng? Trả lời, tất cả những lời tiên báo đó có giá trị cả, và trong năm 1963 con sẽ thấy thực hiện cách riêng những lời tiên báo về những kỳ lạ trên trời. Lời tiên báo thứ 13, hỡi đất hãy kính sợ, ngươi đã được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa, nhưng trái lại ngươi đã tự tôn thờ ngươi. Hãy kính sợ, bởi vì Thiên Chúa sắp trao ngươi cho kẻ thù, vì những nơi thánh đã bị dìm trong hư đốn. Những tu viện không phải là nhà Chúa nữa, mà là nơi nuôi dưỡng quỷ dữ cùng bầy tôi nó. Hỏi, ai được ám chỉ trong điềm báo này? Ai có trách nhiệm phụng sự Chúa Kitô? Có phải các linh mục, có phải những bông hoa của hội thánh, hay các vị hướng dẫn dân Thiên Chúa? Trả lời, vì ở đây ta muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề như con đã biết trong một vài mệnh lệnh mà mẹ đã ban cho con. Con sẽ thấy một vấn đề được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau để thêm mạnh nghĩa cho con, để con hiểu rõ điều mẹ muốn nói với con. Lời tiên báo này đã nhấn mạnh gấp đôi về các giáo sĩ. Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để giáo quyền hiểu rõ, nhưng những cố gắng của mẹ mà họ vẫn không chịu hiểu. Hỏi, trong lời tiên báo này ám chỉ ai là kẻ thù? Trả lời, những kẻ thù là bè nhiệm vô thần và cộng sản. Lời tiên báo 14, những sách xấu tràn đầy khắp ở trái đất, và quỷ tối tăm sẽ truyền bá những khắp nơi sự tranh mạng toàn diện về những gì liên quan đến phụng sự Thiên Chúa. Chúng sẽ được một thời gian chọn quyền trên vũ trụ. Có nhiều hội thánh phụng sự quỷ dữ ấy, nhiều người kể cả linh mục được quỷ đưa từ nơi này đến nơi khác vì họ không còn tinh thần phúc âm hướng dẫn. Tinh thần đó là khiêm nhường, khó nghèo, sốt sắng, làm sáng danh Chúa. Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành trỗi dậy mọi nơi, sẽ có nhiều kỳ lạ quái gở, vì đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian. Khốn cho các vị giáo quyền chỉ biết lo tích chữ của cải,
chỉ biết lo đến quyền cao chức cả và cai trị một cách kiêu căng. Hỏi những sách xấu đây có phải gồm cả radio chiếu bóng và truyền hình chăng? Trả lời, hiện nay những thứ đó đầu độc tiêu diệt các linh hồn. Vì sách vở xấu có hại nhiều trong việc giáo dục, sự giữ sẽ càng ngày gia tăng. Lời trên báo này mới bắt đầu thực hiện, rồi dần dần những biến cố sẽ diễn tiến. Hỏi, có phải câu nói của quỷ tối tăm, câu nói những quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ dọn đường cho lời trên báo 17 không? Trả lời, những kỳ quái do mẹ vừa nói một phần lớn sẽ xảy ra. Những lời trên báo này chưa được thực hiện hết, chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ cộng đồng chung để tránh khỏi những điều dữ đó. Hỏi những hội thánh nào phụng sự quỷ tối tăm? Trả lời, mẹ cần trả lời thêm rằng hiện nay phần lớn các hội thánh cấp tiến đã để Satan đột nhập. Không những Satan đột nhập vào hội thánh dối đạo như thể phản, vân vân, mà còn đột nhập ngay trong một số hội thánh công giáo nữa. Hiện nay trong nước Pháp và Bỉ có những hội thánh như thế đã trở nên quỷ sứ vì tâm trạng hiện nay của hàng giáo phẩm. Lời trên báo thứ 15, một khi đức tin đã bị sao lãng, mọi người nhất định không theo, nhưng tự do tùy sở thích mà muốn được cao hơn người khác. Người ta phế bỏ mọi quyền thế và giáo quyền, tôn ti trật tự bị trà đạp dây chân. Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc, không còn tình thương gia đình. Hỏi trong trường hợp nào giáo quyền và thế quyền bị phế bỏ? Trả lời, hiện nay con không thấy sao. Thế giới đang hận thù, ghen tương đang thắng thế. Hiện nay trong các dân tộc, nhà độc tài chuyên chế đã bỏ hết những luật lệ công bình và tình trạng như thế càng ngày tăng thêm và trầm trọng hơn. Khi các giám mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa Amen để khỏi bị bắt bớ liên lụy, đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? Còn đâu là những vị kế nghiệp các thánh tông đồ? Hỏi, việc phế bỏ các quyền, các giáo quyền có liên quan đến công đồng chăng? Trả lời, con đã thấy một phần. Thí dụ nước Nga trong và sau bức màn sát hiện nay, giáo quyền còn gì là giá trị? Việc đó không liên quan đến cộng đồng chung. Hỏi, thảm cảnh này kéo dài bao lâu? Trả lời, hoàn cảnh này còn tùy thuộc ở lòng người. Hỏi, trong những nước nào bị thảm cảnh đó nhiều hơn? Trả lời, cũng tùy ở lòng đạo đức của các từng dân nước. Hỏi, căn cứ xáo trộn trong gia đình có phải người đàn bà đã từ chối nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ chăng? Trả lời, không phải. Chính là do thiếu lòng đạo đức của nam giới và nữ giới, thiếu sốt sắng, thiếu tinh thần công giáo là căn cớ sinh nên những xáo trộn của con người. Vì nhiều gia đình mặc dầu không công giáo nhưng vẫn hưởng hạnh phúc đầm ấm, vì họ có một nền luật lệ luân lý tự nhiên. Cho nên thiếu lòng đạo đức là căn cớ xu nên những xáo trộn ngày nay. Lời tuyên báo thứ 16, vì đại diện con mẹ sẽ phải đau khổ rất nhiều, vì hội thánh sẽ bị bách hại đến cực độ trong một thời gian, đó là thời kỳ tối tăm. Hội thánh sẽ phải trải qua một cơn khủng hoảng ghê sợ. Hỏi, lời tuyên báo này chỉ Đức Giáo Hoàng nào? Trả lời, mẹ đã nói với con, công đồng chung sẽ là sự may rủi cuối cùng. Nếu thế gian không biết sửa mình, nếu hội thánh không biết cải thiện, tất cả những biến cố ấy sẽ xảy ra sau công đồng chung kết thúc. Vị giáo hoàng đó không phải là Đức Gioan 23, nhưng là đấng kế vị ngài. Hỏi, ai sẽ bách hại hội thánh, những nơi nào bị bách hại nhiều? Trả lời, mẹ đã trả lời chính nước Nga sẽ là cái roi Thiên Chúa. Còn nơi nào sẽ bị bách hại nhiều thì điều đó là về lòng đạo đức của dân từng nơi. Hỏi, cơn khủng hoảng của hội thánh có phải là việc
cả khối bỏ đạo như đã tuyên báo trong lời tuyên báo 20 không? Trả lời, nếu roi Thiên Chúa được khử sử dụng, thì lúc đó như bên Trung Cộng hiện nay có nhiều hội thánh cấp tiến, hội thánh quốc gia, hội thánh theo kiểu cộng sản, và sẽ có cả giám mục, linh mục đứng lên lập các hội thánh ấy. Trả lời, mẹ đã nói với con công đồng chung sẽ là sự may rủi cuối cùng, sau cùng. Nếu thế gian không biết sửa mình, nếu hội thánh không biết cải thiện, tất cả những biến cố ấy sẽ xảy ra sau công đồng chung kết thúc. Vị giáo hoàng đó không phải là Đức John 23, nhưng là đấng kế vị. Hỏi ai sẽ bách hại tổ hội thánh? Những nơi nào bị bách hại nhiều? Trả lời, mẹ đã trả lời, chính nước Nga sẽ là cái roi Thiên Chúa. Còn nơi nào sẽ bị bách hại nhiều thì điều đó tùy lòng đạo đức của dân từng nơi. Hỏi cơn khủng hoảng hội thánh có phải là việc cả khối bỏ đạo như đã tuyên báo trong lời 20 không? Trả lời, nếu roi Thiên Chúa đã được sử dụng thì lúc đó như bên Trung Cộng hiện nay có nhiều hội thánh cấp tiến, hội thánh quốc gia, hội thánh theo kiểu cộng sản, và sẽ có cả giám mục, linh mục đứng lên lập các hội thánh ấy. Hỏi Đức Trinh Nữ sẽ làm cách nào để tránh cho chúng con sự bác bỏ các phép lạ thật chăng? Trả lời, bằng cầu nguyện, bằng đức tin, người ta có thể đứng vững và hiểu biết. Nhiều người sẽ bị lường gạt vì thiếu sốt sắng, thiếu lòng đạo đức, rồi sẽ bị chúng nắm đầu. Nhưng những ai có đức tin sẽ được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và những phép lạ giả kia, những tiên tri giả kia sẽ không làm gì được họ. Hết phần 1. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Đức Mẹ dạy trong thông điệp La Salette dẫn giải năm 1962. Trân trọng kính chào toàn thể anh chị em. Tạ ơn Chúa đã yêu thương dạy bảo chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.